Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điện Tổng Hợp của mình. Thì hôm nay nhân tiện sửa cái nồi chiên không dầu cho khách, thì mình quay video để giới thiệu đến các bạn cái cấu tạo của nồi chiên không dầu, cũng như là hướng dẫn cho các bạn một số cái sự cố hay gặp khi sử dụng nồi chiên. Thì cái phần điều khiển của nồi chiên không dầu nó rất là đơn giản thôi. Như đây là cái nồi cơ nha các bạn nha. Còn nồi điện tử thì nó sử dụng pin điện tử. Nồi cơ này nó phần điều khiển của nó sẽ gồm một con dơ le hẹn giờ và một bộ điều chỉnh nhiệt độ. Đây, hai cái núm này. Một núm bộ hẹn giờ thì nó hẹn tối đa với cái nồi này hẹn tối đa là 30 phút. Còn phần điều chỉnh nhiệt độ thì nó có giải từ 0 đến 200 độ C. Đó là phần điều khiển. Về các thành phần thì nó sẽ của nồi chiên không dầu này thì nó sẽ có một cái quạt. Đây là cái bộ đèn giờ này, còn cái màu hồng này là bộ điều chỉnh nhiệt độ nha các bạn nhá. Đây, phía trên nó là một cái quạt. Đây, cái cánh quạt này. Quạt 220V. Nó sẽ thổi. Đây là cái đèn báo nguồn. Trong cái phần ống gen màu trắng này này, gen thủy tinh này, nó là một cái con cầu trì nhiệt các bạn nhá. Đây là cái công tắc để báo khay nướng. Khi các bạn đút khay nướng vào thì nó sẽ tác động lên cái công tắc đó. Đây là đầu dò nhiệt của con điều chỉnh nhiệt độ. Nó sẽ đặt trong cái lòng của nồi này. Đây mình sẽ ngửa lên cho các bạn xem. Đó, đây là cái đầu dò nhiệt của bộ điều chỉnh nhiệt độ. Nó sẽ cảm nhận cái nhiệt độ trong nồi này để điều khiển. Đây là sợi đốt. Bên trên là cái cánh quạt, nó sẽ thổi hơi nóng từ cái sợi đốt này xuống để làm chín thức ăn. Đây là cái công tắc này, nó sẽ có cái mấu này. Khi chúng ta đút khay vào thì nó sẽ có cái tác động lên cái mấu này để đóng cái công tắc để cấp điện cho nồi hoạt động. Đây mình ấn vào cái mấu cho các bạn nghe này. Đó, các bạn có nghe thấy cái tiếng nó tạch tạch không? Đó. Nên là khi mà các bạn gặp trường hợp mà nồi bị không vào điện ấy, thì các bạn kiểm tra lại xem các bạn đã ấn cái khay vào đúng vị trí chưa nhá. Các bạn phải ấn vào hết cỡ để nó tác động vào cái núm này để đẩy cái công tắc cấp điện cho nồi. Bây giờ mình sẽ nói qua về cái đường đi của nguồn điện cho các bạn hiểu rõ. Đây, dây nguồn của chúng ta nó sẽ là dây ba lõi. Thì cái dây màu vàng này này, nó là dây tiếp địa nhá, nó sẽ là dây đấu ra vỏ máy. Chúng ta không cần quan tâm đến cái dây màu xanh này, mình tạm gọi là dây trung tính nhá. Thì nó sẽ được nối luôn vào một chân của sợi đốt và một chân của quạt, cũng như một chân của đèn báo. Nó cái dây màu xanh này, cái dây màu trắng của đèn báo này nó cũng sẽ nối chung với cái dây màu xanh. Đó. Còn cái dây màu đỏ này là dây lửa. Dây lửa nó sẽ đi qua cầu trì nhiệt. Đó. Bên trong cái ống này, cái cầu trì nhiệt này rất hay đứt. Mình đã chia sẻ nhiều lần sửa trong các cái video trước rồi. Đó. Qua cầu trì nhiệt thì nó sẽ đi vào cái công tắc báo khay nướng. Thì công tắc này nó sẽ có hai chân. Bình thường khi chúng ta chưa đút khay nướng vào thì hai chân này nó sẽ không thông với nhau các bạn nhé. Đây mình sẽ dùng đồng hồ mình đo thử cho các bạn xem. Đó. Thì cái cầu trì nhiệt nó là một nguyên nhân dẫn đến nồi chiên không vào điện. Tiếp theo là cái công tắc này. Rất hay bị nha các bạn nhá. Hai cái thiết bị này nó rất hay bị trục trặc trong quá trình sử dụng. Đó các bạn thấy không? Khi chúng ta chưa đút khay nướng vào thì hai chân này không thông với nhau. Nguồn điện sẽ không được cấp vào để cho nồi hoạt động. Bây giờ mình sẽ đút cái khay nướng này vào và đo lại cho các bạn xem. Đó, các bạn nhớ đút cho nó vào hết cỡ nhé. Đó, khi chúng ta đút khay nướng vào thì hai chân của công tắc sẽ thông với nhau. Đây, mình đo đồng hồ này. Các bạn nghe thấy đồng hồ nó kêu không? Đó, hai chân đã thông với nhau. Nó sẽ cho nguồn điện đi qua để cấp vào cho nồi. Thì sau công tắc này thì nguồn điện của chúng ta sẽ đi vào bộ hẹn giờ. Đó, bộ hẹn giờ.
Thì cái bộ hẹn giờ này nó cũng sẽ có hai chân, thì bình thường thì nó sẽ không thông nhau. Khi mà chúng ta vặn cái bộ hẹn giờ này lên, chỉnh cái thời gian để cho nồi hoạt động ấy, thì hai chân của nó mới thông nhau các bạn nhá. Đây là cái bộ hẹn giờ bằng cơ. Khi vặn lên thì nó sẽ có cái dây cót nó tự chạy ngược lại. Đó, khi chúng ta vặn lên thì hai chân của đồng hồ hẹn giờ này nó sẽ thông với nhau. Đây mình đo thử cho các bạn xem này. Đó. Thì khi mà gặp cái trường hợp mà nồi mất điện mà kiểm tra cầu trì nhiệt cũng như công tắc báo khay nướng ok thì các bạn kiểm tra tiếp đến cái đồng hồ hẹn giờ này. Thì phía khi mà đồng hồ hẹn giờ đã cho điện đi qua thì 1 giây nó sẽ đi vào quạt. Nghĩa là khi chúng ta vặn hẹn giờ thì quạt của chúng ta sẽ chạy luôn. Nhưng lúc này sợi đốt chưa được cấp điện nhá. Đó, 1 giây nó đi sang bộ điều khiển nhiệt độ. Thì bộ điều khiển nhiệt độ này nó cũng sẽ có hai chân. Khi mà chúng ta tăng cái bộ điều khiển nhiệt độ này lên, chọn cái nhiệt độ để nấu thì hai chân nó sẽ thông với nhau, và khi đạt nhiệt độ thì hai chân này nó sẽ không thông với nhau nữa để ngắt điện của sợi đốt. Đó. Cái dây đen này là cái dây nó sẽ cấp vào một chân còn lại của sợi đốt để làm nóng, cấp nhiệt cho chúng ta làm chín đồ ăn. Đó, thì cái phần điện của cái nồi chiên không dầu này nó rất là đơn giản này. Khi mà đèn báo nguồn sáng mà các bạn vặn cái đồng hồ hẹn giờ lên mà quạt không quay thì chúng ta sẽ kiểm tra tiếp điểm của đồng hồ hẹn giờ. Nếu mà đồng hồ hẹn giờ tốt thì chúng ta phải thay quạt. Lúc này thì quạt của chúng ta đã bị hỏng. Đây, mình sẽ dùng đồng hồ và dò từ cái phích cắm này vào cho các bạn dễ hiểu hơn. Cái phích cắm của chúng ta sẽ chỉ sử dụng hai chân nhá. Ở cái mạng lưới điện của Việt Nam này thì chúng ta sẽ không có dây tiếp điện. Thì một chân của phích cắm nó sẽ thông với cái dây màu xanh, sẽ được nối luôn với một dây của một chân của sợi đốt cũng như của quạt và đèn báo. Đó, nó sẽ thông với chân màu xanh. Chân còn lại thì nó sẽ thông với cái dây màu đỏ. Chân còn lại của phích cắm sẽ thông với dây màu đỏ. Đây, mình sẽ nối quấn một cái kim vào một chân của phích cắm và bắt đầu dò cho các bạn xem. Đây là cái trường hợp là mình đã đút khay nướng vào rồi nhá. Thì nguồn từ một chân phích cắm này đi qua cái dây màu đỏ này, đi qua cầu trì nhiệt này, đi vào chân của công tắc báo khay này, báo khay nướng này. Đó, khi mà có khay thì công tắc này nó sẽ cho nguồn điện đi qua. Đó. Nguồn điện sẽ đi qua công tắc này, đi vào bộ hẹn giờ. Đó, thì lưu ý với các bạn là cái cầu trì nhiệt và cái công tắc báo khay nướng này là nó rất hay bị hỏng nhá, dẫn đến nồi chiên của chúng ta không có điện. Đó, khi mà nguồn điện đi vào qua bộ hẹn giờ, chúng ta vặn hẹn giờ lên thì nó sẽ cho nguồn điện đi qua. Và khi đi qua đồng hồ hẹn giờ thì nó sẽ chia làm hai nhánh. Một nhánh nó sẽ đi vào quạt. Nên là khi mà chúng ta đã kiểm tra đồng hồ hẹn giờ ngon mà quạt không chạy thì nghĩa là quạt của chúng ta đã bị hỏng. Chúng ta lúc này chúng ta phải thay quạt nhá. Thay hoặc quấn lại cuộn dây của quạt. Một nhánh nữa nó sẽ đi sang bộ điều chỉnh nhiệt độ. Đó, các bạn cứ lần như thế, khi mà kiểm tra cái phía trước ok thì kiểm tra tiếp những cái phía sau. Khi đồng hồ nhiệt độ mà ngon lành mà nồi của chúng ta không nóng thì chúng ta kiểm tra đến sợi đốt. Lúc này 90% là động sợi đốt của chúng ta đã bị đứt. Chúng ta cũng sẽ phải thay thế sợi đốt. Đó là cấu tạo cũng như một số lỗi hay gặp khi mà trong quá trình sử dụng của cái nồi chiên không dầu này. Thì đây mình có vẽ lại cái sơ đồ điện của cái nồi chiên không dầu này ra giấy cho các bạn xem cho nó dễ hiểu. Thì nguồn điện của chúng ta sẽ đi vào cầu trì nhiệt. Thì cầu trì nhiệt nó là cái phần đầu
Các bạn cứ lần từ cái dây cấp nguồn vào đây, nó ở trong cái ống gen thủy tinh này, nó gắn vào thân nồi. Tiếp đến nó sẽ đi vào công tắc báo khay nướng. Thì lưu ý các bạn nhắc lại một lần nữa là hai cái thiết bị này là rất hay bị trục trặc dẫn đến nồi không vào điện nhá. Đây là cái đèn báo nguồn. Khi chúng ta cắm điện vào, đẩy khay vào thì đèn báo nguồn sẽ sáng. Tiếp đến nó sẽ đi vào bộ hẹn giờ. Bộ hẹn giờ này có tác dụng là chỉnh cái thời gian hoạt động của nồi. Đó, sau bộ hẹn giờ thì nó sẽ chia làm hai nhánh. Một nhánh nó sẽ đi thẳng vào quạt, cấp cho quạt. Nghĩa là khi chúng ta vặn bộ hẹn giờ lên thì quạt của chúng ta sẽ quay luôn. Nhưng mà lúc này nồi của chúng ta vẫn chưa có nhiệt nhé, chưa làm nóng. Khi mà chúng ta vặn cái núm điều chỉnh nhiệt độ ấy, vặn núm điều chỉnh nhiệt độ lên thì sợi đốt mới được cấp điện. Lúc này thì nó bắt đầu quá trình làm nóng. Khi mà đủ nhiệt độ cài đặt thì nó lại ngắt điện của sợi đốt, nhưng mà quạt của chúng ta luôn luôn chạy. Lưu ý các bạn là quạt luôn luôn chạy trong quá trình sử dụng nồi nhé. Đó. Còn cái dây trung tính thì nó sẽ được đấu chung với nhau và đấu luôn về một chân của phích cắm. Thì đó là cái cấu tạo cũng như là nguyên lý hoạt động của nồi chiên không dầu và những cái lỗi hay gặp mình đã chia sẻ cho các bạn. Thì mình xin kết thúc video tại đây. Các bạn xem video thấy hay và có ích thì nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại.